buổi chiều ngày 6 tháng 11 năm 2024. Chiều nay thì có 3 sản phẩm lên được. Trong này là 4 bộ cơ đài, địa chỉ tới huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, đây là mã số của đơn hàng này. Đấy, cung cấp là khang 1861 này. Huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Ở đây là vỉ radio đài Sony B5S MK2 với lại một bộ cơ. Địa chỉ tới thành phố Lai Châu, Lai Châu City. Còn đây là hai cái loa 200.000 đồng, 100.000 đồng một chiếc loa đấy. Địa chỉ tới thị xã Sơn Tây, thủ đô Hà Nội. Thôi, buổi chiều ngày hôm nay có 3 sản phẩm lên được. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.